Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình đối thoại chính sách Tam Nông được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, du lịch canh nông là dịch vụ khai thác các giá trị tổng hợp dựa trên những thành quả của ngành nông nghiệp. Với du lịch canh nông, du khách được hòa mình với khung cảnh thiên nhiên vào vai những người nông dân thực thụ, thưởng thức và mua sắm đặc sản nông nghiệp bản địa. Từ những năm 80 của thế kỷ trước thì loại hình du lịch này đã sớm hình thành và phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Việt Nam, một cường quốc nông nghiệp sở hữu nhiều giá trị văn hóa lịch sử, được cho là miếng bánh ngọt để phát triển du lịch canh nông. Và hiện nay thì từ Bắc vào Nam có hàng nghìn mô hình du lịch canh nông đang vận hành, đón khách một cách hiệu quả. Và đây được xem là giải pháp quan trọng mang lại doanh thu kép cho người nông dân. Tuy nhiên thì bên cạnh những lợi thế đang được phát huy thì nhiều địa phương nhận định là du lịch canh nông cũng đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, rào cản và phải đòi hỏi chính sách làm sao cho phù hợp hướng tới sự phát triển bền vững. Những điều này sẽ được chúng tôi phân tích trong chương trình đối thoại chính sách Tam Nông ngày hôm nay ạ. Tham gia chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu với quý vị khán giả ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xin được giới thiệu bà Đỗ Thị Loan Phượng, đại diện mô hình phát triển du lịch canh nông tại Yên Bái, ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc, Yên Bái từng là điểm sinh tụ của người Việt cổ và hiện nay thì vẫn có tới 30 dân tộc anh em cùng chung sống. Hình sông thế núi nơi đây được kiến tạo trên nền phù sa cổ sinh với những cánh đồng bằng phẳng, những bản làng nên thơ cùng với núi non ngoạn mục. Với những lợi thế đó thì Yên Bái đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng với du khách khi mà muốn trải nghiệm mô hình du lịch canh nông. Và ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi tham quan một mô hình du lịch canh nông đang thu hút du khách tại Yên Bái. Yêu thích những nét mộc mạc thôn quê, muốn được tận hưởng cảm giác thư thái khác biệt hoàn toàn với chốn thị thành. Với những lý do đó, anh Sương thường tìm đến các mô hình du lịch nông thôn mỗi dịp cuối tuần. Lần đầu tiên được trải nghiệm ở một homestay tại huyện Mường Lò, tỉnh Yên Bái, anh thật sự ấn tượng với cách thức tổ chức các dịch vụ giúp du khách hiểu và được sống với nếp sống của người dân bản địa nơi đây. Thực ra thì với mình thì thực ra đã đi là đã gọi là hưởng cái văn hóa ẩm thực, từ văn hóa từ ẩm thực thì mong muốn là được hưởng thụ những cái gì đấy là những người bản địa người ta cung cấp. Còn có đạt được cái ý nguyện của từng cá nhân hay không thì đấy là từng người. Nhưng theo mình nghĩ thì đối với mình là đánh giá là khi được hưởng cái văn hóa và ẩm thực ngày hôm nay tại cái homestay tại Yên Bái này thì mình hoàn toàn thỏa mãn. Vốn là một nông dân chỉ quen với cây lúa, cây ngô, để có thể đứng lên làm chủ một homestay, thường xuyên rơi vào trạng thái cháy phòng. Chị Phượng đã mất nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu cách phát triển dịch vụ, từ cách xây dựng nơi nghỉ ngơi, thiết kế thực đơn, tổ chức các hoạt động trải nghiệm đến quảng bá các tour tuyến trên kênh thương mại điện tử. Chị đã thực hiện từng bước một. Trong đó, chị lấy chính phong cảnh bình yên, nếp sống bình dị, sự hồn hậu của người dân và văn hóa đậm đà bản sắc của quê hương làm cái gốc để phát triển các hoạt động của homestay. Và gia đình nhiều thế hệ phải gìn giữ những cái nét văn hóa đặc trưng trong phong tục tập quán, từ cách ăn uống ngủ nghỉ. Rồi tôi cũng khôi phục lại những cái văn hóa ẩm thực của người Thái và cũng trang phục trang sức, rồi xây dựng nhà cửa cho nó phù hợp với thiên nhiên và cũng như gần gũi với thiên nhiên và phù hợp với nhu cầu của khách. Và cái thứ hai nữa cũng tích cực tham gia các cái phong trào từ thiện nhân đạo ở địa phương, đóng góp cộng đồng và tham gia các cái hoạt động vệ sinh môi trường, phong trào ba sạch để nó cùng phát triển ở địa phương. Tại Yên Bái, du lịch canh nông đã sớm phát triển và cho thấy những hiệu quả tích cực. Theo đó, bên cạnh những dịch vụ đậm màu sắc văn hóa của người dân bản địa, thì Yên Bái còn có nhiều mô hình gắn bó với nông nghiệp. Trong đó, huyện Văn Yên là điểm sáng với mô hình du lịch phát triển dựa vào vùng dược liệu. Nhờ đó, người dân có thể vừa phát triển cây sả, cây quế mà vẫn có thể thu được giá trị từ dịch vụ tham quan, mua sắm của du khách. Cái giá trị thì nó cũng nâng tầm rất là cao, bởi vì là nếu mà một tạ nguyên liệu khô thì nếu mà mình gói theo thang ngày xưa thì mình bán có thể là chỉ được 1-2 triệu thôi. Nhưng mà tạ nguyên liệu nếu mình làm ra hàng tinh và nó có những cái đặc biệt về sức khỏe như thế này, nó giá trị nó cao hơn rất nhiều, thì có thể mình bán ra thị trường có thể thu lại được là tầm 3 triệu đến 3 triệu 500 ngàn đồng.
không chỉ Văn Yên mà nhiều huyện khác tại Yên Bái cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng, khám phá nhiều hệ thống hang động rừng nguyên sinh, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương để du khách sau mỗi trải nghiệm đều có những cảm xúc khó quên. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi chị Phượng. Yên Bái sở hữu rất là nhiều những tiềm năng về du lịch canh nông, tuy nhiên thì để biến tiềm năng thành những giá trị thì hay là có những cái doanh thu thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải có những định hướng, đường hướng cụ thể. Và chị có thể chia sẻ với chúng tôi thêm về hướng phát triển du lịch canh nông ở Yên Bái được không ạ? Tôi nhận thấy rằng là Yên Bái có rất là nhiều những cái tiềm năng để phát triển cái loại hình du lịch này. Đặc biệt là Yên Bái có cái thắng cảnh thiên nhiên phong phú, có đặc sản, có rất là nhiều những cái đặc sản đặc sắc và có cái nét văn hóa đặc trưng. Đồng thời là giao thông thì vô cùng thuận lợi. Tôi có thể ví dụ về các cái mô hình phát triển du lịch có tiềm năng tại Văn Yên, tại Yên Bái. Ví dụ như ở Văn Yên thì chúng tôi có những cái thế mạnh, đặc biệt trong cái phát triển lâm nghiệp và các cái dược liệu. Trong phát triển lâm nghiệp thì cái cây chủ lực của Yên Bái là cây quế. Và chúng tôi đã phát triển nhiều cái mô hình du lịch gắn liền với cả cây quế, với rừng quế và với những cái sản vật từ cái vùng quế, ví dụ như là các cái món ăn đặc sản vùng quế hoặc là các cái sản phẩm mà được các cái sản phẩm ô cốp được chế biến từ cây quế. Và đặc biệt là chúng tôi có cái rừng nguyên sinh là hậu, và với rừng nguyên sinh này thì chúng tôi có những cái dược liệu quý ở dưới thảm thực vật. Và khi mà có những cái dược liệu quý như thế thì chúng tôi cũng phát triển những cái mô hình như là cho bà con, cho du khách thu hái cái dược liệu đấy, và trong kết hợp với cả các cái mô hình chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Từ đó thì sẽ tạo ra những cái sức hút riêng đối với cả Văn Yên. Vâng, vừa rồi là một vài ví dụ từ chị Phượng về du lịch canh nông ở Yên Bái. Thế còn cả nước thì sao ạ? Thưa ông Lam, ông có thể chia sẻ cho chúng tôi về những cái hoạt động này cũng như là cái bức tranh khái quát về du lịch canh nông ở cả nước của chúng ta đúng không ạ? Việt Nam chia 7 vùng miền. Thì trên cơ sở cái tổng quan của 7 cái vùng miền này thì đều có những cái giá trị văn để mang tính chất là du lịch, và đặc biệt là trong vấn đề về du lịch nông nghiệp nông thôn. Đó là mấy vấn đề. Ví dụ thứ nhất là về miền núi phía Bắc thì là cái việc mà phát huy được cái bản sắc văn hóa dân tộc cũng như là các cái sản vật của địa phương cũng như là cái điều kiện khí hậu tự nhiên. Đấy là cái đặc thù ở miền núi phía Bắc. Ở bên đồng bằng sông Hồng thì cái việc gắn kết giữa du lịch nông nghiệp với cả cái làng nghề, phát triển du lịch gắn với làng nghề rồi gắn với cả những cái nét văn hóa đặc trưng. Ví dụ như là những cái gốm sứ rồi những cái làng nghề, sản phẩm từ các cái làng nghề đều cũng rất là phong phú. Đối với cả cái vùng miền Trung, Bắc Trung Bộ thì chúng ta cũng có bên cạnh cái vấn đề về phát triển về vấn đề về cái giải bờ biển thì nó còn mang tính chất văn hóa về cái vấn đề về các cái danh nhân văn hóa, rồi các cái vị tướng, rồi các cái tâm linh, cả cái dọc tuyến từ Thanh Hóa vào đến tận Quảng Bình và đến Huế. Tây Nguyên, những cái lễ hội cà phê, những cái nơi mà ví dụ như ở Đà Lạt có những cái lễ hội hoa rất là tốt, hoặc là ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long, đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long, những cái du lịch miệt vườn sinh thái nó rất mang những nét rất đặc trưng mà của mang tính chất khai thác được cái văn hóa của dân tộc. Cho nên có thể nói rằng là ở trên tổng thể của bức tranh cả nước, nếu chúng ta đặt cái vị trí mà của vấn đề đưa cái vấn đề du lịch nông nghiệp nông thôn nhằm khai thác được cái giá trị văn hóa cũng như là các cái giá trị về đặc sản, sản vật của địa phương, đây là một cái tiềm năng mà như là lúc nãy MC cũng nêu, đó là cái bánh ngọt trong cái ấy, thì chúng tôi nghĩ là cũng hoàn toàn đồng tình trong cái này. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là nhìn chung này, ở Bắc, Trung hay là Nam thì những cái mô hình du lịch canh nông đang được xây dựng theo một hướng đi riêng. Và chính điều này đã tạo nên sức hút đối với du khách. Nhờ đó mà du lịch canh nông không đơn thuần mang lại lợi nhuận từ các dịch vụ du lịch, mà còn là cách để mà chúng ta có thể quảng bá hay là tạo đầu ra cho nhiều sản phẩm nông sản. Đúng không ạ, thưa chị Phượng? Với việc phát triển cái mô hình du lịch gắn liền với cả nông nghiệp thì sẽ giúp cho chúng ta có rất là nhiều những cái lợi ích. Và cái lợi ích đầu tiên là giúp tạo một cái nguồn doanh thu lớn cho địa phương và góp phần thay đổi cái kinh tế địa phương. Cái lợi thứ hai ấy, đấy là giúp tạo cái đầu ra cho các cái sản phẩm nông sản địa phương và đặc biệt là các sản phẩm ô cốp. Chúng ta thấy rằng là còn rất là nhiều bà con cũng như các hộ kinh doanh còn đang loay hoay tìm cách tạo cái đầu ra cho các cái sản phẩm nông sản, thì vừa hay cái giải pháp phát triển du lịch canh nông này có thể giúp cho bà con có thể tiếp cận đối với cả khách hàng, và đôi khi chính những cái người khách hàng đấy lại trở thành những cái đại sứ thương hiệu
trở thành những cái nhà phân phối đưa cái sản phẩm nông sản, các sản phẩm OCOP ra khỏi phạm vi địa phương. Và cái lợi ích thứ ba mà tôi nhận thấy đặc biệt rõ ràng, đặc biệt là với Yên Bái ấy, đấy là giúp giữ chân cái người lao động ở lại địa phương. Chúng ta thấy rằng là các cái năm trước ấy, thì là người lao động thường sẽ đến các cái thành phố lớn và ở địa phương còn lại toàn là người già và trẻ con. Tuy nhiên thì sau khi mà chúng tôi phát triển cái mô hình như này ấy, thì tạo ra một cái sức hút chính người lao động trở về với địa phương và góp phần cải thiện kinh tế địa phương. Và tôi thấy rằng là cái này chính là cái mà giúp cho cái phát triển kinh tế địa phương bền vững. Vâng ạ, thưa ông Lam, nếu mà chúng ta tận dụng được cái giá trị du lịch canh nông mang lại á, thì liệu cái mô hình này có tạo được cái sự chuyển dịch cơ cấu và sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững hơn tại các địa phương hay không ạ, thưa ông? Tôi hoàn toàn đồng tình với cả ý kiến của chị Phượng về cái vấn đề về chuyển dịch cơ cấu lao động cũng như là việc phát huy cái du lịch nông nghiệp nông thôn để trong cái vấn đề về nâng cao thu nhập để giữ người nông dân ly nông nhưng mà không ly hương, bất ly hương. Thì tôi nói cho đối với cả cái mà trong cái du lịch canh nông thì một trong những cái điển hình đối với cả công ty chỗ của chị Phượng đây cũng đã thực hiện những cái rất tốt ở trên đối với cả cái địa bàn vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn ấy. Đối với cả cái vùng đấy là vùng dân tộc, vùng đồng bào dân tộc mà về cái điều kiện tập quán và các những cái điều kiện khác nó rất là khó khăn. Cho nên có thể nói rằng là có thể đối với cả Yên Bái vừa rồi có một cái sự chuyển mình ở đây, đó là cái không phải là chỉ có mỗi công việc về du lịch, mà cái để mà phát triển được du lịch nông nghiệp nông thôn thì nó phải có một cái sự quy hoạch, một cái sự quanh đi, một sự khoanh lại, cái sự thay đổi về cơ cấu. Cái tôi nghĩ rằng là cái đối với cả trong cái chương trình mà đối với cả Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 922 thì một trong những cái nhiệm vụ đầu tiên đó là phải chuyển dịch được cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Những cái vùng mà đất đai mà bạc màu không canh tác được thì rõ ràng là ta phải chuyển sang những cái canh sử dụng với cái mục đích khác. Cái mục tiêu chính của nghị quyết hội nghị 19 của Ban Chấp hành Trung Đảng là cũng nêu rõ thành nghị quyết về nông nghiệp nông dân nông thôn. Trước đây là nghị quyết 26 Trung ương, còn bây giờ là nghị quyết 19 Trung ương cũng nêu rõ cái mục tiêu của xây dựng nông thôn mới cũng như là các cái hoạt động về nông nghiệp nông thôn, đó là không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cư dân ở nông thôn. Du lịch nông nghiệp nếu chúng ta đẩy mạnh mà phát huy được các cái giá trị, hội tụ được các cái giá trị vừa về vấn đề về nông nghiệp, vừa vấn đề nông thôn và vấn đề về cơ cấu cái sản xuất nông nghiệp gắn với cả cái du lịch đấy, thì chúng ta sẽ được mấy vấn đề. Thứ nhất cái là chúng ta sẽ thu hút được cái khách du lịch đến. Khách du lịch ở đây người ta có những cái về cái nhu cầu về nông nghiệp nông thôn nó rất là dư địa rất là lớn. Thứ hai nữa là chúng ta phát huy tốt được cái chuyển dịch được cơ cấu này, phát huy được cái giá trị này thì chúng ta sẽ giữ chân được khách được. Giữ chân khách là gì? Đó là những cái nét văn hóa của các cái khu du lịch. Rồi giữ được du khách là gì? Để họ chi tiêu, họ tiêu dùng những cái sản phẩm nông nghiệp, những cái sản phẩm OCOP mà có giá trị. Và khi họ vang về, họ có những cái lưu niệm, nó cũng là những cái sản phẩm về nông nghiệp. Thì chúng tôi nghĩ rằng là có những cái đặc sản mang về làm quà cho bạn bè hoặc người thân. Đấy là những cái điểm mà chúng tôi thấy rằng là cái này đóng góp rất tốt. Vâng, xin cảm ơn mình chia sẻ ban đầu của hai vị khách mời. Và thưa quý vị, về lý thuyết thì phát triển du lịch canh nông không chỉ giúp cho người nông dân tăng thu nhập, mà còn là giải pháp tốt để quảng bá hình ảnh các sản phẩm nông nghiệp bản địa đến với du khách. Có một thực tế là dù tiềm năng dồi dào nhưng mà để khai thác được hết những lợi thế đó lại không phải là chuyện đơn giản. Thiếu vốn, thiếu kiến thức, thậm chí là chưa biết cách thu hút du khách, loay hoay trong việc là tạo doanh thu từ việc là đón khách và muôn vàn những khó khăn đang bủa vây trong quá trình xây dựng mô hình du lịch canh nông tại Việt Nam. Và phóng sự ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Năm nay, vườn cam ngọt của gia đình anh Định sẽ cho lứa quả đầu tiên. Ngay từ đầu, anh đã xác định sẽ gắn vườn cam này với phát triển du lịch miệt vườn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, anh vẫn đang gặp muôn vàn khó khăn do cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ. Anh Định dành nhiều thời gian để tìm hiểu các mô hình của địa phương khác. Anh cho rằng vấn đề cần nhất là phải làm sao phát huy được vẻ đẹp riêng của vườn. Có như vậy mới tạo được sức hút. Tuy nhiên, để lý thuyết trở thành thực tiễn lại là chặng đường dài mà anh gần như trắng về kỹ năng. Cái nguồn đầu tư vào thì không có những nhà tài trợ. Thế đâm là các hộ gia đình cũng như các hợp tác xã này, cũng không dám mở rộng cái mô hình mà cũng không dám thực cụ đi vào vì chưa tìm hiểu sâu. Thế đâm là cũng mong muốn làm sao là cũng có những cái buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng hoặc là đâu đó những cái cách tổ chức du lịch miệt vườn ở các tỉnh khác được các hộ gia đình và các hợp tác xã được tham quan học hỏi. Thì về thì sẽ giúp cho Lục Ngạn sẽ ngày càng phát triển tốt hơn.
Bên cạnh những lỗ hổng về tư duy làm du lịch, nông dân Lục Ngạn còn gặp nhiều khó khăn về đầu tư, vốn liếng. Bà Phượng rất muốn làm một ngôi nhà lá để phục vụ tiệc sinh nhật, hội họp, gặp mặt của du khách trong miệt vườn của mình. Tuy nhiên, sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch, ngôi nhà này vẫn xây dựng dở dang. Đến nay, phần lớn đã hư hỏng, bà chưa có điều kiện để đầu tư lại toàn bộ. Nhà tôi mà được cái làm được cái mái lá này, với lại được một cái mô hình này này, thì là khách du lịch đến là trải nghiệm là ăn uống như sinh nhật này. Rồi thì là các bạn bè hội đồng niên ấy, là họ rủ đến là rất là đông. Làm du lịch, đặc biệt là du lịch miệt vườn, không đơn giản là chỉ dựa trên những nguồn lực, tài nguyên có sẵn, mà cần có sự gia cố của bàn tay, khối óc con người. Có như vậy, mỗi mảnh vườn mới là một câu chuyện đủ hấp dẫn và giữ chân du khách. Vì thế, trên con đường làm du lịch miệt vườn của mình, nhiều nông dân Lục Ngạn vẫn đang loay hoay tìm lối đi. Vâng, thưa chị Phượng ạ, từ góc độ một địa phương thì chị có thể chia sẻ cho chúng tôi về những khó khăn mà hiện giờ Yên Bái đang gặp phải, đang phải đối mặt khi mà triển khai phát triển du lịch canh nông tại địa phương của mình. Và theo chị nhé, đâu là cái vấn đề mà khó khăn nhất, đâu là vấn đề mấu chốt? Thưa chị, là khi mà để phát triển được cái mô hình du lịch canh nông này ấy, thì chúng ta đứng trước rất là nhiều những cái khó khăn. Đặc biệt là đối với Yên Bái ấy, cái đối tượng tham gia vào cái mô hình này chủ yếu là người đồng bào, các dân tộc thiểu số, và bà con chưa có cái thói quen phục vụ, cũng như là chưa có cái tư duy về việc phát triển du lịch. Chính vì thế mà việc đầu tiên, cái khó khăn đầu tiên ấy, là chuyển đổi, làm sao để thay đổi được cái tư duy của bà con từ cái canh tác nông nghiệp đơn thuần chuyển sang nông nghiệp dịch vụ. Cái đấy là cái thách thức rất là lớn. Đồng thời là các cái khó khăn về mặt cơ sở vật chất, hạ tầng chưa được đồng bộ, cũng như cái năng lực đáp ứng chưa cao. Thì cái đây là những cái thách thức mà không chỉ với Yên Bái, đây cũng là những cái thách thức đối với cả các cái vùng khác nữa. Cái khó khăn nhất theo tôi vẫn là cái việc làm sao để chuyển đổi cái tư duy của bà con trong việc phát triển du lịch canh nông. Và để mà chuyển đổi được ý, thì theo tôi đầu tiên là phải giúp cho bà con hiểu được cái việc chuyển đổi này, cái việc phát triển du lịch canh nông này. Đầu tiên là sẽ giúp cho bà con, giúp cho cái việc phát triển cái đời sống của bà con có được những cái nguồn lợi kinh tế trực tiếp cho chính gia đình của họ. Và tiếp theo là giúp xây dựng quê hương. Người đồng bào thì có cái sự cố kết rất là cao, và khi họ thấy rằng cái cộng đồng của họ được phát triển thì họ cũng sẽ tham gia vào rất tốt. Vâng ạ, xin cảm ơn chị. Và thưa ông Lam, rất là nhiều ý kiến cho rằng là du lịch canh nông ở nước ta thì vẫn còn là manh mún, nhỏ lẻ và thiếu sự đồng bộ. Ông nghĩ sao về ý kiến này, và nếu mà chúng ta cứ mạnh ai người đấy làm thì sẽ dẫn đến cái hậu quả như thế nào thưa ông? Đối với cả các cái du lịch nông nghiệp, nông thôn ý, thì nhỏ lẻ manh mún là đúng. Tại vì thực ra nếu mà theo con số khi mà chúng tôi xây dựng cái đề án để trình Thủ tướng Chính phủ, thì có một cái là, tức là chúng ta hiện nay ấy, có rất nhiều các điểm, tức là cái đến 30.000 các cái điểm du lịch ở trên toàn cả nước. Cái điểm gọi ở đây là các cái điểm để người ta có thể đến, để người ta gọi điểm du lịch. Thế tuy nhiên rằng là cái việc mà ở trong 30.000 đó thì họ chỉ mới đảm bảo cái điều kiện là về phòng ốc, rồi về cả những cái hoạt động gọi là ăn nghỉ thôi, chứ còn chưa gắn bó gì được với cả cái du lịch nông nghiệp, chưa gắn gì với nông nghiệp, chưa gắn gì với cả cái lộ trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta có khoảng 1.300 các cái làng du lịch, tức là cái mức độ quy mô lớn hơn, nó gắn kết những cái điểm du lịch với nhau. Thực tế là cái số công ty như là tôi lấy đơn cử như chỗ chị Phượng đây không có nhiều, vì là đây là thể hiện một cái sự kết nối, sự liên kết với nhau, thì không có nhiều đơn vị cơ quan, đơn vị làm được, nhiều cái đơn vị lữ hành làm được. Thì chúng tôi thấy rằng là cái đầu tiên đó là có nhỏ lẻ, thì đúng, nó rất nhỏ lẻ nếu mà so với cả cái mà cái điểm chúng ta gắn các cái điểm du lịch với cả các cái điểm khách sạn, với cả các cái điểm mà có thể nhà hàng, thì chúng ta thấy rằng con số đấy nó rất là nhỏ so với cả tổng thể trên các cái quán ăn hoặc là cái nhà hàng đặc sản. Cái thứ hai nữa là manh mún ở đây rõ ràng là chúng ta chưa có một cái sự liên kết với nhau, chưa có một cái quy hoạch tổng thể. Ví dụ như chẳng hạn như các điểm du lịch vẫn chưa có được một trên một cái bức tranh du lịch ở trên bản đồ du lịch Việt Nam. Ví dụ như là người ta nói là hôm nay ví dụ như là tôi là một người, và nhiều nhiều khi là ví dụ những cái dịp lễ Tết chúng tôi muốn đi du lịch, nhưng mà
mình nhìn là mình cũng chưa biết tìm ở đâu ra. Nếu mà chúng tôi xong tới sau cái 9 chương trình du lịch đã thực hiện, du lịch nông nghiệp nông thôn này thực hiện cái gắn bản đồ, tức là công tác quy hoạch lại cái vùng này chúng ta để phân khu chức năng, xem là những cái chức năng, cái quy hoạch du lịch nó phải khác so với cả quy hoạch xây dựng. Quy hoạch xây dựng là các cái khu rồi để mà ở, rồi cái đất ở, rồi đất công viên. Nhưng cái du lịch của nông nghiệp nông thôn nó khác hẳn. Vừa rồi thì chúng tôi cũng lựa chọn được một số các cái nội dung để có thể đưa vào, thì chúng tôi thấy rằng là vì phát hiện ra vấn đề đó là nhỏ lẻ, manh mún, và nó chưa thành một cái tạo ra những cái nét khác biệt giữa các nơi. Đấy, cho nên là các cái điểm du lịch này thì nó cũng na ná giống nhau. Trong đấy cấu hình cũng đến rồi, bà con cũng mọi người du lịch cũng đến xong rồi nghỉ ngơi. Thế xong rồi đi một cái trải nghiệm nào đó, xong rồi tối về thì liên hoan văn nghệ, văn hóa đồng bào, tức là nó gần như là giống nhau. Thế thì vậy thì cái vấn đề như vậy, nếu mà chúng ta mà còn để vấn đề về nhỏ lẻ manh mún này chúng ta chưa biết kết hợp lại thì nó sẽ chưa làm phong phú được cái vấn đề về du lịch. Và cái thứ hai là chúng ta chưa gắn kết du lịch được với cả nông nghiệp và nông thôn. Ở Yên Bái thì sao, thưa chị Phượng? Chúng ta và địa phương cũng đã xây dựng được việc quy hoạch các mô hình du lịch canh nông hay chưa? Và rõ ràng là việc quy hoạch khoa học bài bản thì cũng sẽ quyết định đến sự thành bại của cái mô hình du lịch canh nông đó từ khi mà nó đang ở thậm chí là thời kỳ phôi thai, đúng không ạ, thưa chị Phượng? Phía tỉnh Yên Bái đã có những cái quy hoạch bước đầu và đã xây dựng được những cái thế mạnh, những cái điểm mạnh và điểm sáng về du lịch canh nông tại tỉnh nhà. Ví dụ như là ở Văn Yên thì có du lịch liên quan đến dược liệu, liên quan đến cây quế. Ở Mù Căng Chải thì có các cái loại hình du lịch gắn liền với cả ruộng bậc thang và rất là nhiều những cái mô hình mà đang manh nha phát triển. Và tôi thấy rằng là cái sự quan tâm và sát sao rất là lớn từ chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như là xác định được cái bản đồ du lịch tại địa phương. Và từ cái việc mà xác định như thế thì tránh được cái việc dẫm chân lên nhau như ông Lam vừa nói, là cái việc tránh được cái việc là các cái mô hình du lịch gắn với nông nghiệp giống nhau về cả về trải nghiệm, cho tất tần tật về trải nghiệm, thì đối với cả Văn Yên là tôi thấy tránh được Văn Yên, Yên Bái là tôi thấy tránh được cái điều đó. Và các cái vùng phát triển có những cái thế mạnh rất là rõ ràng, và cái việc mà phát triển du lịch không phải là của một cá nhân, của một doanh nghiệp, mà nó là cả một cái tổng thể của cả sức hút vùng miền. Cái sức hút vùng miền, sức hút của tỉnh nó rất quan trọng và nó sẽ tạo ra được cái sức hút tuyến điểm. Và việc liên kết như thế này thì sẽ giúp cho khách hàng người ta lựa chọn và người ta đến với cả Yên Bái được lâu hơn, ở lại nhiều hơn, và họ trải nghiệm nhiều cái mô hình khác nhau trong cùng một tỉnh. Và đặc biệt là với cái kinh nghiệm của chúng tôi ấy, thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà phát triển các cái cây dược liệu địa phương gắn với cả du lịch, đồng thời là cho du khách người ta trải nghiệm từ thu hái, từ canh tác thu hái cho đến những cái hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cái khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe mà chúng tôi đã đầu tư, thì khách hàng người ta sau cái quá trình mà người ta trải nghiệm lao động tay chân thì người ta rất là mệt mỏi. Và khi mà được trở về những cái khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe như thế thì người ta được tái tạo sức khỏe, được chăm sóc sức khỏe và tái tạo. Cho nên cái ấn tượng về du lịch địa phương rất là tốt. Và chính vì thế mà nếu mà những nơi khác mà chỉ khai thác được một lần thì Văn Yên lại giúp cho du khách người ta quay trở lại rất là nhiều lần. Và người ta đi với cả gia đình, bạn bè và người ta quay lại với cả Văn Yên, thì tôi cho rằng đấy là một trong những cái điểm khác biệt mà Văn Yên có thể làm được, Yên Bái có thể làm được. Vâng ạ, thế còn ở góc nhìn tổng thể hơn thì sao? Có lẽ là chúng ta cũng cần mô hình du lịch canh nông kiểu mẫu với những cái định hướng rõ ràng hơn. Và hơn nữa thì xây dựng cái mối liên kết phát triển du lịch nông thôn giữa các địa phương ở trong tỉnh hoặc là với các tỉnh khác, các tỉnh còn lại. Và điều này thì chúng ta đã làm được chưa và chúng ta đang thực hiện như thế nào, thưa ông? Vâng, cái đối với cả trong cái khi thực hiện triển khai chương trình 922 thì Bộ Nông nghiệp với cả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp nhau để xây dựng cái kế hoạch. Và cái thứ hai nữa là triển khai chỉ đạo một số những cái điểm. Thì chúng ta có thấy cái điểm mô hình ở đây là sẽ có hai cái loại mô hình. Một cái loại mô hình đó là do Trung ương chỉ đạo để nằm tính chất là liên kết giữa các cái nội dung giữa các điểm du lịch lại với nhau, có theo chủ đề và theo cái quy hoạch được phê duyệt. Cái thứ hai là nhân rộng các cái điểm, các địa phương thì sử dụng tiền ngân sách để nhân rộng các cái mô hình hiện có ở tại địa phương. Tất nhiên chúng ta cái thứ đấy là cái đối với cả trong cái việc mà thực hiện cái diện như vậy thì chúng ta
thể hiện được những cái nội dung nội hàm của trong cái chương trình du lịch. Vừa rồi thì Bộ Nông nghiệp cũng đã phối hợp Bộ Văn hóa lựa chọn được như vậy là 8 cái mô hình do các địa phương đề xuất để chúng tôi xây dựng thành chỉ đạo xây dựng. Với cái nguồn lực thì nó từ nhiều phía, nguồn lực từ trung ương, nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội hóa, thì nhằm chúng tôi xây dựng một số các cái mẫu mô hình du lịch mà mang tính chất là cái tour du lịch, mà ở trên các cái tour du lịch đó nó có những cái tuyến du lịch để mang tính chất trải nghiệm về nông nghiệp nông thôn. Ngay như một cái nội hàm một cái du lịch này thì chúng ta liên kết được giữa các xã với nhau, giữa các mô hình của các cái mô hình với nhau và giữa các mô hình của các xã với nhau, mô hình của cái tuyến liên huyện với nhau, để chúng ta thấy, để chúng ta khai thác được tối đa cái giá trị đầu tiên, đó là cái giá trị về nâng cao được cái giá trị về nông nghiệp nông thôn, cái sản phẩm nông nghiệp chúng ta nâng lên. Cái thứ hai nữa là chúng ta khai thác được cái nét văn hóa, nếp nhà, cái nếp ăn, cái nếp ở, những cái nét văn hóa múa hát, rồi các cái điệu lời ca tiếng hát nó khác nhau. Cái sản phẩm mà du lịch thì chúng tôi cũng sẽ đưa về, sau khi mà triển khai được cái đoạn đấy thì trong giai đoạn 2000 trong năm nay thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng lựa chọn được một số những cái yêu cầu các địa phương lựa chọn một số các cái điểm du lịch để chúng ta có thể đánh giá để phân hạng, giống như là bên du lịch đó là phân hạng theo các sao. Có một yếu tố cũng vô cùng quan trọng nữa, đó chính là chúng ta cũng cần có cái sự tham gia của các doanh nghiệp hay là các đơn vị lữ hành vào du lịch Canh Nông, và để làm được điều đó thì chúng ta cũng cần có những cái chính sách để thu hút các doanh nghiệp này, hay là để hỗ trợ và giúp đỡ các hợp tác xã có thể là làm tốt hơn trong cái việc phát triển du lịch Canh Nông tại từng địa phương. Vậy thì ở góc độ địa phương thì chị nghĩ sao, thưa chị Phượng? Là một cái thành tố trong cái Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái thì tôi nhận thấy rằng là cái chính sách cũng như là những cái sự quan tâm của chính quyền địa phương rất quan trọng đối với việc phát triển cái mô hình này. Đầu tiên là đối với cả các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã, các cái hộ cá thể ở trong tỉnh, nội tỉnh tham gia vào cái mô hình này thì cần chính quyền địa phương cần có cái sự quan tâm chặt chẽ để giúp, để cùng với họ định hướng và có những cái hướng tập trung phát triển, tập trung cái nguồn lực để phát triển cái lợi thế về du lịch Canh Nông tại địa phương, đồng thời là cũng quan sát và nắm bắt những cái khó khăn còn đang gặp phải đối với các cái chủ thể này, đặc biệt là trong những cái vấn đề ví dụ như là vấn đề liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất chẳng hạn. Thì trước đây là chúng ta khai thác nông nghiệp, nhưng mà khi bây giờ chuyển sang dịch vụ thì có cần phải có những cái thao tác gì về trong cái vấn đề sử dụng đất hay không, cũng là một trong những cái mà tôi thấy là còn nhiều các cái doanh nghiệp trong cái hiệp hội mọi người cũng có cái sự quan tâm về vấn đề này. Ngoài ra thì đối với các cái việc thu hút các cái đơn vị lữ hành, các cái công ty du lịch cũng rất là quan trọng, bởi vì họ là người đưa du khách về địa phương, và cái việc mà để mà có thể thu hút được họ thì chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị phát triển du lịch tại địa phương cũng cần phải chủ động tiếp cận, tổ chức các cái farm trip, tổ chức các cái hoạt động để có thể giới thiệu quảng bá, để giúp cho họ, giúp cho các cái công ty lữ hành có thể thấy được cái thế mạnh của địa phương. Đồng thời là trong cái quá trình mà các cái công ty du lịch lữ hành đưa du khách về với địa phương thì địa phương cũng cần tạo những cái điều kiện rất là thuận lợi để cho họ có thể đảm bảo an toàn du lịch đối với du khách, và đặc biệt là trong cái vấn đề cũng phải tháo gỡ các cái khâu, các cái thủ tục pháp lý hay các cái thủ tục trong cái vấn đề lưu trú của du khách chẳng hạn, và đặc biệt là đối với cả du khách nước ngoài, có yếu tố nước ngoài thì cái việc lưu trú tôi thấy là ở một số cái huyện, thị xã mới phát triển du lịch thì còn rất khó khăn. Tôi rất là đồng ý với cái quan điểm của ông Lam về cái việc là phát triển du lịch thì phải gắn với việc hướng bền vững về môi trường cũng như là văn hóa. Nếu mà chúng ta, chính quyền địa phương không quan tâm có những cái chính sách để thúc đẩy, để giúp cho bà con hiểu được những cái giá trị văn hóa, những cái giá trị về mặt bảo tồn thiên nhiên là quan trọng, thì có thể cái việc phát triển du lịch cũng sẽ là những cái tác động mà chưa tốt đối với môi trường cũng như là cái việc giữ gìn yếu tố văn hóa. Chính vì thế mà cái vai trò của cái cơ quan quản lý nhà nước trong cái vấn đề này rất quan trọng. Vậy xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của chị. Và thưa quý vị khán giả, du lịch Canh Nông đang phải gánh hai vai, vừa hoạt động du lịch song song đó thì vẫn phải tổ chức sản xuất nông nghiệp một cách bài bản. Trong khi đó, trong bối cảnh mới, du lịch nông thôn thì cũng đang phải thay đổi để phù hợp với nhu cầu của thị trường, bối cảnh mới và đặc biệt là vấn đề phát triển sản phẩm và kết nối thị trường. Tại Việt Nam, tháng 8 năm 2022, Chính phủ đã ban hành chương trình phát triển du lịch nông thôn ở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Và đây là
một trong 6 chương trình chuyên đề thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, là thời cơ để du lịch nông thôn phát triển mạnh mẽ. Và theo đó thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai chương trình đến tất cả các tỉnh, thành phố bằng việc là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch nông nghiệp, nông thôn, tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu và kết nối, cũng như là phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công tác dịch vụ. Đặc biệt là những tiêu chí cụ thể giúp phát triển du lịch canh nông theo hướng là tăng trưởng xanh và bền vững cũng được xây dựng và có những hướng dẫn cụ thể để các địa phương có thể triển khai linh hoạt trong thời gian tới. Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch được xác định là một trong 6 nhóm sản phẩm thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng lấy ý kiến về Bộ Tiêu chí đánh giá phân hạng phát triển du lịch canh nông. Nội dung này được nhiều địa phương hưởng ứng, kỳ vọng. Chúng tôi rất cần cái sự đào tạo, tập huấn cho cái nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện. Thì chủ cụ thể là từ cái cán bộ cấp các cấp, thứ hai nữa là chủ thể tham gia cái thực hiện cái mô hình này. Thì nói chung nếu mà mong muốn hướng dẫn thì chắc có lẽ thì khi mà bộ tiêu chí được ban hành rồi thì cũng rất là cần phía những cái đơn vị mà chẳng hạn như văn phòng điều phối trung ương sẽ triển khai có thể làm bằng hình thức là trực tuyến để mời các cái chủ thể và các bộ phận tham mưu của cấp cơ sở để cùng tham gia, để tất cả đều cùng tham dự nghe trong một cái khoảng mà thời gian nó tương đối là ngắn, không còn nhiều nữa trong năm nay, để mình kịp thời mình triển khai. Đó là mong muốn để làm sớm, để khi mà được triển khai vậy từ phía ban tổ chức truyền thông ra để mình có được cái nghe trực tiếp để mình làm cho nó đúng theo cái mục tiêu hoặc là cái hướng dẫn của mình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đến tất cả các tỉnh, thành phố, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai chương trình. Đến nay đã có 31 trên 63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn. Xét theo cái chương trình nông thôn mới này thì chúng ta có cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ đấy, ban hành cái chương trình phát triển du lịch nông thôn, thì từ đây thì sẽ có những cái bộ tiêu chí cụ thể và từ đó có những cái bộ tài liệu hướng tập huấn hướng dẫn cụ thể ở trong từng lĩnh vực, thì lúc đấy thì được tập huấn, được đào tạo, thì lúc đấy chắc là trong cộng đồng những người làm du lịch thì cũng sẽ được trang bị cho mình một cái lượng kiến thức cơ bản là đảm bảo cho cái việc phục vụ cho cái kỹ năng làm du lịch ở trong cộng đồng. Hiện nay, cả nước có khoảng 500 mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn đang hoạt động, trong đó khu vực Trung du miền núi phía Bắc có 215 mô hình, chiếm 43%. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác quy hoạch, định hướng các mô hình phát triển, tiêu chí để đánh giá chất lượng, năng lực quản lý mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn. Vâng, thưa ông Lam ạ, ông có thể chia sẻ với chúng tôi về những tiêu chí phát triển du lịch canh nông trong bối cảnh hiện nay đúng không ạ? Và những cái tiêu chí này thì liệu có thể giải quyết được những khó khăn, rào cản trong phát triển du lịch canh nông hiện nay của chúng ta hay không ạ? Vừa rồi thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng lãnh đạo bộ cũng thấy, cũng sau khi mà đi khảo sát đánh giá ở một số địa phương như là Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, rồi Điện Biên, Sơn La và một số tỉnh miền Trung như Lâm Đồng, thì cái ở và đồng bằng sông Cửu Long nữa, thì thấy rằng là cái hướng đi như thế nào để đạt cái tiêu chí về du lịch giống như nông thôn mới cũng vậy. Khi chúng tôi đưa ra 19 tiêu chí thì đấy nó là cái đích, là cái thước đo để có thể cái địa phương phấn đấu tới năm nay có thể đạt được cái này. Có những cái mục tiêu nó là phải bền vững, ví dụ như hạ tầng là phải phấn đấu đạt chuẩn thì nó lại đỡ lãng phí. Ở các điểm du lịch này cũng vậy, ví dụ như là lúc nãy chúng tôi thấy nghe cái trao đổi về cái câu chuyện là kêu gọi các cái doanh nghiệp lữ hành rồi xã hội hóa trong du lịch này, thì chúng tôi thấy rằng là cái quan điểm đầu tiên đối với cả trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ 922 đó là các doanh nghiệp lữ hành phải tham gia vào đây thì họ thứ nhất là để họ giúp đưa khách về, để có thêm được cái lượng khách đến. Cái thứ hai, có các cái doanh nghiệp mà đầu tư vào trong cái lĩnh vực này thì bản thân họ chỉnh trang cái giống như cái việc nhà của họ tiếp khách, họ mời họ khách thì họ phải chỉnh trang, thì họ phải tu sửa cái nhà cho họ đẹp hơn. Thế thì vậy thì đến có thế rồi thì cái nỗ lực đến thế rồi thì ba bên cùng tác động lại. Thì trong cái tiêu chí nông thôn cũng vậy, trong cái tiêu chí du lịch cũng vậy. Thì đó, tiêu chí du lịch cái việc đầu tiên thứ nhất ấy, là nó phải khẳng định cái câu chuyện
là chúng ta có cái quy hoạch. Quy hoạch du lịch ở đây là đối với cái vùng này là quy hoạch du lịch. Thì để nó giống như là một cái hướng và một cái cam kết của chính quyền đối với cả các cái đơn vị làm du lịch cũng như là người dân. Xác định chúng ta làm du lịch ở đây là thứ nhất là phải có quy hoạch. Thứ hai nữa là cái hạ tầng du lịch. Nói thôi chúng ta thấy rằng là các cái điểm du lịch nó rất giống nhau. Đến cũng có một điểm check-in, cũng có một quả tim, xong rồi cũng có những cái điểm đó, rồi có những bông hoa. Thì nó rất là giống nhau, dập khuôn. Đấy thì vậy thì nó có những cái nét gì khác nhau. Thì cái việc thứ hai, cái thứ ba nữa là nhiều khi kiểu đường xá rất là thuận tiện. Nhưng có phải đường bê tông hết không? Đường trong khu du lịch mà nếu chúng ta trong nội khu du lịch, giữa các điểm du lịch với nhau được là những cái vùng du lịch với nhau thì được. Bằng có thể là đường bê tông, nhựa hoặc là đường cứng được. Thế nhưng mà các cái điểm trong đường đi trong phân khu thì có nên là cứng không? Thì cái thứ hai tiêu chí của tôi là hướng đến hạ tầng. Cái thứ ba đó là nói là làm du lịch nông nghiệp nông thôn, nếu mà chỉ một mình doanh nghiệp đóng chân mà từ một mình doanh nghiệp đưa khách về thì không được. Phải phát huy được cái sức mạnh của cộng đồng. Sức mạnh cộng đồng đây là có hai yếu tố. Cái yếu tố giá trị thứ nhất là về văn hóa. Nếu mà người dân và cộng đồng không mang cái văn hóa của họ để phổ quát, để giới thiệu, để khoe, cái du lịch nó không thành công. Cái cuối cùng đó đấy là cái về vấn đề về bảo vệ môi trường, vấn đề về tái tạo các cái năng lượng như thế nào, rồi tái tạo lại cái môi trường sống như nào, tôn tạo cái cảnh quan như nào, bù đắp, gìn giữ những cái nét văn hóa nào. Vâng ạ, vậy thì trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá để phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn mới trong nông thôn mới trong thời gian tới ạ, thì Yên Bái cũng sẽ có những kế hoạch cụ thể như thế nào để mà phát triển du lịch canh nông ạ, thưa chị Phượng? Yên Bái đang tập trung thực hiện theo các cái bộ tiêu chí như ông Nam vừa nói, và đặc biệt là trong thời gian tới thì Yên Bái cần phải tập trung mạnh vào cái việc mà thay đổi cái nhận thức của bà con nông dân trong cái việc phát triển kinh tế cũng như là nâng cao cái khả năng phục vụ, cái khả năng đáp ứng tại địa phương để có thể đáp ứng những cái làn sóng du khách về với Yên Bái sau một cái rất là nhiều những cái hoạt động quảng bá vừa rồi. Tôi nhận thấy là dòng du khách trở về đến Yên Bái rất là cao, đặc biệt là cái dịp 30 tháng 4 gần đây thì hầu hết là các cái địa phương đã phun khách trước nửa tháng đến một tháng. Và chính vì cái điều đấy thì chúng ta cũng sẽ có một cái mối lo rất là lớn là sau cái làn sóng đấy thì cái hiệu ứng rồi là cái kết quả nó sẽ ra sao thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Tuy nhiên thì tôi hy vọng rằng là cái việc phát triển, cái việc khả năng đáp ứng sẽ giúp cho khách hàng có những cái trải nghiệm tích cực. Vâng, và để bên cạnh cái bộ tiêu chí như đánh giá về vấn đề phát triển nguồn nhân lực cũng là vấn đề nóng về phát triển du lịch canh nông hiện nay, thưa ông Lam, theo kế hoạch của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 thì đến năm 2025 thì chúng ta sẽ cần ít nhất là 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn đã được đào tạo, được tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch. Và để thực hiện hóa được cái mục tiêu này thì chúng ta cần phải có những công tác đào tạo, tập huấn, triển khai như thế nào để làm sao mà đạt được cái tính hiệu quả cao nhất thôi. Với mục tiêu 70% mà lực lượng lao động được đào tạo thì chúng tôi cũng đã vừa rồi thì chúng tôi cũng đang khẩn trương để xây dựng một cái kế hoạch đào tạo đối với cả cái đội ngũ cả quản lý, cán bộ quản lý, rồi đào tạo để thay đổi nhận thức, tư duy trong cái làm du lịch của lực lượng làm du lịch, cái người cán bộ người trực tiếp làm du lịch. Rồi cái thứ ba nữa là gắn với cả cái quá trình xây dựng nông thôn mới để có thể người ta nâng cao được cái nhận thức. Thì cái đầu tiên đó là để đạt được 70% này là thứ nhất là nâng cao nhận thức về du lịch. Cái thứ hai nữa là đào tạo chuyên nghiệp, là cũng là các cái trường nghề rồi các cái trung tâm đào tạo nghề sẽ đào tạo các nghề, ví dụ như là nghề buồng phòng, rồi nghề lễ tân, rồi những cái việc cụ thể, rồi những cái quán bar, rồi những cái việc như vậy. Thì chúng tôi sẽ hy vọng rằng là với một cái tổng lực là các trường nghề cũng vào cuộc, các bên tổng cục dạy nghề, bên bộ lao động cũng vào cuộc, rồi các cái trường của bộ nông nghiệp, rồi các cán bộ trong công tác chỉ đạo, tất cả đều sẽ phải được tập huấn để làm thế nào chúng ta nâng cao được cái số lượng, nâng cao được cái năng lực, nâng cao được cái trình độ của đội ngũ trong cái phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn. Thì cái mục tiêu đối 70% chúng tôi nghĩ rằng là qua cái xác định cái nội dung cũng như là cái phương thức để tiến hành, thì với cái lộ trình này thì tôi nghĩ rằng là đến 2025 thì đảm bảo có thể là đảm bảo với cái mục tiêu đã đề ra. Vậy thì theo chị Phượng thì chúng ta
cần phải có những cái giải pháp gì để du lịch canh nông có thể là phát triển bền vững hơn, góp phần vào việc là thay đổi bộ mặt nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như là tạo sinh kế bền vững cho người dân ạ? Để phát triển cái du lịch canh nông tối ưu hơn trong thời gian tới thì chúng ta ngoài cái việc mà quy hoạch định hình các cái du lịch từ phía chính quyền địa phương đối với cả các cái mô hình du lịch canh nông tại địa phương, thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng bản thân các cái doanh nghiệp tại địa phương cũng lên đóng cái vai trò quan trọng trong cái việc phát triển du lịch này. Bởi vì từ trước đến nay chúng ta sẽ thường là sẽ theo cái chiều hướng là đợi cơ quan nhà nước, cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ xuống và rồi với phát triển, và cái câu chuyện này các cái doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào bà con. Bà con là cái đối tượng, bà con nông dân là đối tượng phát triển du lịch, nhưng mà nhiều khi là doanh nghiệp thấy rằng bà con chưa có cái năng lực để đáp ứng thì lại chuyển cái du khách sang những cái vùng khác. Thì theo tôi thấy là các cái doanh nghiệp như phía chúng tôi chẳng hạn thì cũng phải gắn mình vào cái môi trường phát triển của địa phương và cùng với bà con, cùng với cả chính quyền địa phương để tạo ra những cái mô hình du lịch canh nông mà có giá trị, có sức thu hút hơn. Thì tôi nghĩ là cái vai trò của doanh nghiệp trong thời gian tới cũng rất là quan trọng. Đấy cũng là một trong những cái giải pháp để cho du lịch canh nông có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đã, thưa ông Nam, ông có muốn bổ sung gì không ạ? Thì chúng tôi thấy rằng thứ nhất đó là vấn đề về quy hoạch. Cái quy hoạch thì đúng là chúng ta phải có cái là cái quy hoạch ở đây tôi đã nói ngay từ đầu, đó là cái quy hoạch này nó không như cái quy hoạch của xây dựng. Cái quy hoạch du lịch nó khác, nó phải ở trong đó nó phải hội tụ đủ các yếu tố, các nhân tố sẽ tác động tới, gồm có là thứ nhất là người nông dân, thứ hai là các doanh nghiệp đóng chân ở trên địa bàn đấy làm du lịch, và cái thứ ba là trên một cái bình diện chung đó là thực hiện theo lộ trình xây dựng nông thôn mới. Ở những cái vùng này, vùng xa và vùng phía Bắc thì đối với cả cái kết quả xây dựng nông thôn mới thì nó có mức hạn chế hơn so với cả các vùng khác, tức là thấp hơn so với cả chỗ khác. Ở vùng miền núi này thì có những cái tỉnh vẫn còn trắng cái huyện nông thôn mới, tức là chưa có huyện nào đạt chuẩn nông thôn, đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, rồi ở huyện cũng có xã trắng về nông thôn mới, là còn chưa có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thì như vậy thì gắn với cái lộ trình như vậy thì trong cái bối cảnh ấy, thì nó phải tổ hợp được cả các yếu tố. Thứ hai nữa là lồng ghép được các nguồn lực của ba chương trình mục tiêu quốc gia, của chương trình nông thôn mới này, chương trình giảm nghèo và chương trình phát triển kinh tế xã hội thôn bản. Thế thì vậy, và bây giờ chúng ta thêm một cái nguồn lực nữa là xã hội hóa. Vậy chúng ta lồng ghép hòa quyện vào nhau như thế nào, phân vai rõ trách nhiệm của ai làm đến đâu và vai trò như thế nào. Thế thì chúng tôi cũng khẳng định rằng là chúng tôi cũng rất đồng tình với cả chị Phượng nói là cái doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cái việc thực hiện các cái giải pháp để phát triển về du lịch nông nghiệp nông thôn. Cái nữa đó là trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ rà soát lại các cái cơ chế chính sách trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm của các cái mô hình đã chỉ đạo, thì chúng ta rút kinh nghiệm về nội dung cũng như là cái phương pháp và cái cách làm, chứ không phải chúng ta lấy một cái mô hình này chúng ta đặt vào sang một cái mô hình bên cạnh để chúng ta nhân nó lên, không phải, mà chúng ta ở đây tức là rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp và cách làm, cộng với cả cái rà soát lại cơ chế chính sách, thì chúng tôi xây dựng lên một cái khung cơ chế chính sách làm nào chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro, hỗ trợ vào những cái khâu mà nòng chúc cái tức là những cái khâu then chốt, những cái cốt yếu để tạo động lực, tạo tiền đề cho phát triển những cái nội dung khác. Ví dụ như có phải chúng ta phát triển về hạ tầng không, chưa chắc đã phải, hay là chúng ta phát triển về bảo tồn văn hóa hay không, chưa chắc đã phải, thì chúng tôi cũng sẽ trong cái quá trình, bây giờ chúng tôi cứ hiểu nôm na giống như là vừa xếp hàng vừa hành quân, thì cũng rất mong là các doanh nghiệp cũng đồng hành cùng với chúng tôi và cùng với cả chương trình để thực hiện cái việc này. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời và thưa quý vị khán giả. Sở hữu nhiều tiềm năng nhưng mà du lịch canh nông trong thời gian vừa qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập. Điều này đòi hỏi cần phải có sự đánh giá đúng về tầm quan trọng của phát triển du lịch nông thôn, từ đó có các chính sách phát triển và quy hoạch dài hạn đối với loại hình du lịch này. Trong đó thì bên cạnh những giải pháp về sản xuất gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng các mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc thù thì cũng cần để cho người dân có nhận thức được là du lịch là một ngành nghề mà có lợi thế phát triển tại địa phương. Khi được đào tạo về cách làm, hướng triển khai, nông dân có thể là thu được lợi nhuận tốt từ chính đồng đất của mình mà không phải ly nông ly hương, và đó cũng là cách làm hay để giúp góp phần là phát triển, phát huy những lợi thế, những giá trị khác biệt của nông thôn theo hướng là tích hợp đa ngành, đa giá trị, một nền tảng vững chắc để du lịch nông thôn tăng trưởng và phát triển bền vững. Và tới đây thì chương trình đối thoại chính sách Tam Nông của chúng tôi xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.